Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Trần Hữu Côn, 59 tuổi, quê quán Đà Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng, hiện sống tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đã bị công an thành phố Hải Phòng bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Người thiệt mạng là cháu gọi ông Côn bằng chú ruột. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai là do bức xúc vì mâu thuẫn đất đai nên đã ra tay sát hại. Vào đêm ngủ tại nhà nạn nhân ở khu vực cánh đồng khu Phúc Hải 1 thuộc phường Đa Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, nghi phạm đã dùng dây điện từ ổ cắm trích vào bụng nạn nhân cho đến chết. Đối tượng khai giết cháu là do mâu thuẫn đất đai, khẳng định nạn nhân là cháu con anh ruột nhưng đã chiếm đất của mình. Đối tượng hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí có lúc còn tươi cười khi kể lại việc giết cháu. Đất của mình mà nó biến thành của nó, bức xúc quá, nó đẩy mình vào thế không còn đường sống. Nên đêm tối, nó ngủ nhà ngoài đồng thì mình dùng dây điện trích vào bụng, trích xong thì vội bỏ đi, không biết cháu chết, lúc đó tinh thần bị hoảng loạn. Sau khi cháu ruột tử vong, ông Côn tìm cách bắt xe khách trốn vào miền Nam. Trước đó khoảng 6 giờ 30 ngày 17 tháng 6, anh TCN, 32 tuổi, được phát hiện đã tử vong tại nhà. Anh N tử vong trên giường, bên cạnh có sợi dây điện. Nghi vấn nạn nhân bị sát hại bằng điện nên người nhà báo cơ quan công an và chính quyền địa phương. Vào cuộc điều tra, công an xác định ông Côn là nghi phạm nên đã phát đi hình ảnh truy tìm. Nghi phạm bị công an vây bắt tại địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiền Lãng. Khi bị bắt, ông Côn tỏ ra bình tĩnh, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.